Chào các em lại đến với kênh PGB và video ngày hôm nay là video chị sẽ giới thiệu tổng quát hơn về cái shop của chị. Bởi vì lần trước á, ở kênh PGB cũ á, thì chị đã có giới thiệu rồi. Nhưng mà ở cái kênh mới này á, thì có nhiều bạn muốn xem lại bởi vì không có còn video để xem á. Cho nên là ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu tổng quát, giới thiệu nhanh thôi nha. Tại vì nó rất là nhiều sản phẩm luôn cho nên là chị không thể nào nói chi tiết đi tiết tiết được. Nếu không thì nó phải rất là dài ha. Còn bây giờ thì chị sẽ giới thiệu sơ qua. Sau đó đó thì chị sẽ mỗi ngày làm một cái video chuyên hơn, giới thiệu chi tiết hơn ha. Bây giờ thì chị sẽ đến với cái ngăn đầu tiên nè ha, cái quầy đầu tiên. Thì ở bên đây là sẽ có súng nha, súng đây, súng cho các bạn trai nè ha, súng các loại luôn, 80.000 đó. Rồi vỉ này là vỉ bán bánh donut 85, vỉ bán kem 80. Rồi ở phía đây là có vỉ trang sức 26.000 nha, vỉ trang sức 26.000. Rồi có các cái đồ nhỏ nhỏ như thế này nè mấy em. Đó, 56.000 nguyên một bịch xe nhỏ như thế này ha. Rồi trứng, rồi các bé vịt để bỏ trong phao nữa nè. Đó, trứng khủng long. Đây, đầy đủ luôn. Súng bắn nước bằng máy nè, 70.000 đồng. Rồi, ở đây là có cái vỉ lắp ráp này là 18.000 ha. Rồi bếp nhôm này á, bếp nhôm này là 60.000 nha. Cái con này là bao nhiêu tiền không thấy ghi ta. Con này chị không nhớ giá ha. Rồi nguyên một cái xe bán kem này là 230.000 nha. Đây. Cái xe này là xe trang điểm, nó như thế này nè mấy em. Đó, nó như thế này nè. Đó, xe trang điểm 230.000 đồng. Rồi, tiếp đến thì ở đây là có nguyên một cái này là đồ chơi cho trẻ em nhỏ nè. Cái vòng này là các bạn nhỏ có thể cầm và gặm được luôn ha. Đây, 199.000, rất là to và nhiều luôn nha. Hoặc là có thể treo ở trên cái xe lục lặc của bé đó, bé tập đi đó mấy em. Rồi, bộ vợt 24.000 nha. Còn có cả banh da đồ ha, áo phao luôn. Rồi, nguyên một cái vỉ siêu nhân biến hình ở phía trên rất là to luôn đó mấy em. Chị phải ngước lên cao cho nên các em giờ không rõ, là 340.000 đồng. Búp bê này là búp bê cổ trang 350 nè, 330 chứ, búp bê cổ trang 330. Rồi, nhà mini, cái lều nè, hai cái lều mini giống như thế này là 420.000 đồng. Có cả cờ vua, cờ tướng đồ luôn nè nha mấy em. Rồi domino luôn nha. Rồi mấy cái này thì hình như, để chị coi giá coi, 48.000 là cái bộ domino này ha. Các bạn nào biết chơi domino không? Cờ vua này á thì 12.000 đó, bộ cờ cá ngựa chứ, 12.000. Rồi cái 10.000 đồng là cái bầu cua tôm cá ngựa này nha mấy em. Rồi có là cái bộ đồ chơi siêu thị nè, 299.000 ha. Bộ đồ chơi siêu thị nấu ăn nè, máy tính tiền nè. Rồi có cái giỏ siêu thị nè, rồi có các cái sản phẩm nè ha. Đó, bộ đồ chơi bé đi siêu thị 299.000. Rất mong các em ủng hộ nha và chia sẻ video. Bởi vì có nhiều bạn đang đi tìm kênh Bé Út Chibi nhưng mà tìm không có ra. Rất mong các em khi nào rảnh rỗi hãy thông báo cho mọi người biết về cái kênh này nha. Và mua ủng hộ shop ha. Tiếp theo thì còn có là cái bộ lắp ráp này nữa, 56.000 nè. Đó, bộ lắp ráp ha. Bộ lắp ráp này chơi rất là sáng tạo luôn. Rồi bộ lắp ráp này thì là 65.000 nha. Có cái túi giống như ba lô này mấy em. Rồi cái này thì 65 hình nè ha. Cái hình rất là dễ thương. Hình bé thỏ là 69.000. Đây, nhiều đồ chơi lắm. Rồi đồ chơi cho bé trai luôn nè. Đó, bé trai là kềm búa nè ha, dụng cụ. Đó, dụng cụ của bé trai là 47.000 nha mấy em. Đó, có búa nè, có đồ đầy đủ hết. Rồi, bộ này là bộ vệ sinh. Đó, bộ vệ sinh này là 79.000. Đây, bộ vệ sinh nè ha. Có tới nhiều món lắm luôn á. Có ghế, có đồ lau nhà, chổi quét nước. Rồi cái đồ lau nhà nè, bàn ủi rồi luôn. Wow, có túi lắp ráp khổng lồ luôn nè. Đó, túi này là túi khổng lồ. Sao không thấy ghi giá? À, 159.000. Đây, 159.000 ha. Rồi, thì chúng ta sẽ còn có là, đây, cái bộ này là bộ nấm rồi rau củ quả rồi nè, 90.000 đồng ha. Nè, nó có cái đồ dán ở chính giữa đó mấy em.
xé kêu sẹt sẹt á. Bộ này là mình đi biển chơi là rất tốt luôn nha, 58.000 nè. À, bộ làm vườn chứ hả? Bộ này bộ làm vườn nè, có cái bình tưới, có bồ cào. Đó, có bạn nào muốn trồng cây thì mua cái bộ làm vườn này nha, chỉ có 58.000. Rồi, bộ này là bộ đồ chơi nhà bếp, 66.000. Đó, tất cả đều là 66.000, có giỏ đi chợ, có chảo, có rổ, có bắp, có rau củ quả. Đây nè ha, bộ này nhỏ hơn. Bộ này nhỏ hơn thì là 45.000 nha mấy em. Đây, nhỏ hơn thì là 45.000. Rồi, đây có bếp ga rồi nè ha, 66.000 là cái bộ nó như thế này. Đây, 66.000. Đó, đó có bánh mì đồ hết luôn. Có cả ống nhòm nữa nè nha mấy em. Đây, ống nhòm này là 30.000 đồng nè. Dòm nè ha. À, 40 chứ, 40.000 nha mấy em, 40 chứ không phải 50. Đây là ống nhòm ha. Đó, đầy đủ hết luôn nha. Rồi tiếp theo thì là còn có cái bộ này nữa nè, là bộ cũng thức ăn, nhưng mà các em xem này rất là sắc sảo và đẹp luôn. Những cái hộp coffee rồi thế này thế kia rồi luôn á ha, là 99.000 nè, mấy em xem nè ha, rất là đẹp luôn. Đó, wow, còn có cả cái này nữa. Bộ đồ chơi làm đẹp nè, các bạn gái chắc là rất là thích luôn nha. Ống cuốn, rồi búp bê, bộ đồ trang điểm, vân vân luôn, rất là đẹp luôn. Chỉ có 32.000 thôi. Wow, túi xách đồ nữa nè. Máy sấy tóc, đây nè mấy em coi nè ha. Có đồ cuốn tóc nè, có máy sấy tóc nè, có búp bê nè. Rồi có máy ủi tóc, chải tóc nè. Nè, nè cái máy này nè. Rồi có phấn trang điểm đồ ha, đầy đủ hết luôn mà chỉ có 32.000 à. Bỉ trang điểm. Bộ này là bộ vườn, làm vườn á, để nuôi cái con tê giác này nè, có con tê giác. Thấy không? Đó. 95.000 đồng nha. Nhiều quá. Rồi bộ đồ chơi bác sĩ nè. Bộ đồ chơi bác sĩ này thì có giá là không có thấy giá ta. 55.000 nha. Đây là bộ đồ chơi bác sĩ. Rồi, có nến để nấu ăn là 2.000 đồng một cây. Ở đây là có diều đồ luôn nha mấy em, có vợt luôn nè. Bộ vợt này nè, vợt cầu lông 108.000 ha. Diều thì hình như là 30.000 đồng một con á mấy em. Đây là diều Phụng Hoàng nha. Diều diều Doraemon nè, có diều Doraemon nè. Sắp mùa hè rồi mình có thể thả diều rồi đó. Đó, diều Doraemon mà cái cánh là cánh Phụng Hoàng. Rồi có cả diều tiên cá đồ nữa, 35.000 ha. Đó, diều Phượng Hoàng nè. Diều Phượng Hoàng là 38 nha, đó, y như vậy luôn. Rồi chị sẽ qua cái ngăn bên đây, là chúng ta sẽ có rất là nhiều đàn nha. Đàn là 130.000 đồng. Đó, đàn này có mic, có thể hát được luôn nè mấy em. Có mic rồi luôn á. Đàn này thì to hơn ha, 420.000. Đây các em xem nè, nó to hơn rất là nhiều nha. Cái cây này nó to hơn rất là nhiều luôn, 420.000 đồng. Lô tô mini là 18.000. Búp bê tiên cá này là 55.000. Đó, tiên cá này nè ha. Đó, bộ đồ chơi này ha, bộ đồ chơi là chó cứu hộ, 323.000. Rất là hoành tráng luôn. Rồi Lego nha, Lego này là 20.000. Lego mini nè. Đó, Lego này to hơn thì là Lego này là 25.000. Đó, to hơn thì là 25.000. Rồi, két sắt các loại 240.000 ha. Rồi, có đất sét. Đó, này là đất sét. Có 7.000 đồng một hộp như thế này thôi mấy em. Rồi, két động lực siêu nhiều luôn, 120.000 trong cái hộp này ha. Playset á, Pikachu. Đó, rồi có cái bộ câu cá nữa nè, 33.000. Xe là 30.000 ha. Cái này Jojo 45.000. Ông già Noel, ông già Noel mở cửa lú ra lú vô rất là dễ thương luôn. Có giá là bao nhiêu vậy ta? Không thấy giá, chị quên rồi. Có giá đó mà chị quên rồi. Cái xe tải này là 28.000 ha. Rồi, cá sấu nè. Cá sấu khám răng nè, khám răng cá sấu 70.000 đồng.
khám răng cá sấu. Bingo Lotto là 130.000 đồng. Bài Uno, đây có bài Uno 20.000 đồng, loại lớn nha mấy em. Loại này lớn, trong đây nó có tới mấy bộ? Có 2 bộ lận á, trong đây nó có tới 2 bộ lận. Xem như mỗi bộ có 10.000 mà cỡ lớn. Cái lều hồi nãy chị nói rồi ha. Rồi, ở đây là có cái cục aerobic, không phải aerobic là môn thể thao. Gì vậy chị quên rồi, bạn nào biết thì comment dưới nha, có 6.000 con thôi. Đó. Trứng khủng long 5.000 đồng một trái. Đó, trứng khủng long 5.000 một trái. Rồi, bộ đồ chơi bếp nhôm nè. Ê lộn. Bộ đồ chơi nhà bếp là 195.000. Rồi quên ở dưới đây nữa chứ. Ở dưới đây nữa nè, trứng này là trứng to hơn nha. Trứng to hơn, có điều bất ngờ trong đây là 22.000. Và rất là nhiều máy bay, cỡ là 22-24.000 đồng một chiếc máy bay ha. Rồi mấy bạn này nữa nè, voi đồ chạy xe R36 26.000. Rồi, con quay này còn ai nhớ không? Đây, con quay 13.000 đồng một con ha. Rồi đồ chơi gỗ siêu nhân này thì cứ 10.000 một con nha mấy em. Đây, siêu nhân nhỏ nè. Đó, siêu nhân đồ đó là 10.000 đồng một con. Cái bộ này là mấy ngàn ta quên nè. Phao nữa nha, ở shop chị thì có bán phao nữa, 390.000 nè. Đó, có bán phao luôn á. Phao để mà các em có thể bơi như vậy nè. Thấy không? 390.000. Rồi bây giờ mình sẽ qua gian hàng bên đây. Đó là gian hàng búp bê nha. Đầu tiên thì hồi nãy chị đã nói á. Thôi từ trên xuống đi ha. Hơi chóng mặt chút nha. Rồi, từ trên thì là búp bê cổ trang 195.000 ha, rất là đẹp. Rồi đến là GND 104, Symbolus 104, búp bê áo da beo là 106, tiên cá là 150, búp bê sành điệu là 180.000, búp bê hoa hồng là 140.000, búp bê và giường đa năng ha, cái giường đa năng này mấy em là 160.000. Cô nàng cô dâu này xinh đẹp 195.000. 230 đó là búp bê hóa trang ha. Cô nàng này là 100.000 đồng. Đây. Rồi. Búp bê này 270.000 đồng. Đó, váy cưới xòe lung linh luôn. Phía dưới là anh kem. Kem tóc thật là 50.000 nha, kem tóc thật là 50.000. Kem mặc đồ kiểu như thế này thì là 45, kem áo vest thì 30, các em biết rồi phải không? Phụ kiện thì 5.000 đồng một bịch. Giá đỡ, ấy lộn, cái mannequin của búp bê là 28.000. Em bé khớp là 24.000 ha, mắt đá bình thường thì là 35 nè, bé khớp 24, bé thắt bính là 45. Rồi hộp Elsa và Anna là 110.000 đồng. Búp bê cô dâu. Đây, búp bê cô dâu rất là xinh đẹp luôn ha, là 47.000. Đây. Búp bê cô giáo là 70.000 đồng. Búp bê này là mắt chớp nè. Đó, mắt có thể chớp, thể mở. Lông mi thật luôn. 52.000 nha. Búp bê này thì là 45.000. Búp bê tiểu thư. Đó, anh Ken này 45. Và có cả nàng búp bê mắt đá khổng lồ là 470 nha. Mắt đá khổng lồ là 470. Các cái hình cuisine đồ này nọ nè. Ở đây nè, là 35.000. Rồi đến là phụ kiện này là 5.000 đồng một bịch. Rồi, búp bê bồn tắm là 280.000 đồng ha. Cổ xe của nàng Bạch Tuyết Elsa Anna thì là 300.000 đồng. Máy chụp hình này thì là có 5.000 một cái thôi. Tủ 5 học và tủ 4 học là 45.000 một cái. Kệ giày là 38.000 đồng. Tủ này là 72.000 ha, tủ hồng. Rồi đến là kệ tivi là 38.000. Em bé này là 120.000 đồng. Em bé này là 90.000 đồng. Em bé nằm giỏ đệm nha, còn bé này là em bé nằm trong thao tắm. Rồi, búp bê mùa đông 270.000 đồng. Đây, búp bê mùa đông có giỏ sách đồ và có bạn chó nữa nè ha. Rồi, búp bê mà ngồi xích đu và ngồi cái tổ chim là 120.000 đồng. Wow, tiền 2.000 đồng một bịch. Combo những cái đồ nhỏ nhỏ cho búp bê thì là 53.000. Giá đỡ búp bê 10.000 đồng một cái. Wow,
Trời ơi, chị nói muốn đứt hơi luôn á nha. Các bạn nào muốn đặt hàng thì nhớ là 0937899707 để đặt hàng. Nhớ là xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới là chibi đi. Chibi nhỏ này là 16.000 nè. Chị quay như vậy thì các em nhìn không có rõ. Nhưng mà bạn nào nhớ rồi á thì có thể là đặt hàng luôn. Còn không thì để bữa nào chị sẽ quay chi tiết cho các em nhìn rõ hơn ha. Chibi ngủ nè, dễ thương lắm. 16.000. Chibi cỡ lớn là 20.000. Chibi bé nhí này là 8.000 nè. Đó, tiên cá nhỏ này là 10.000. Ôi, cô bé Nhật là 30.000. Cô bé này chân rất là dài, 35.000. Rồi những cô bé này là 30.000 ha. Có chibi khổng lồ nữa nè. Chibi khổng lồ đầu to 70.000 đồng. Giỏ đệm là 18.000. Gối ôm là 8.000. Nguyên một cái bịch gối ôm và gối đồ là 18.000. Túi xách này 8.000 ha. Cái này 9.000. Cây dù 12.000, dù lớn nha. Em bé này 15.000. Chibi nam là 20.000. Bộ mền là 15.000. Áo bà ba là 30.000. Váy nhỏ, váy này thì là 16.000. Còn váy quần áo thì chắc chị sẽ làm một cái video riêng nữa. Pony này là 30.000 ha. Pony thời trang này là 15.000. Bạn khỉ đó, Monkey Finger đó, 260.000 đồng. Cái xe đạp này là 25.000. Rồi mình sẽ đi tiếp qua bên Wixi. Rồi có Wixi trái dâu 18.000, Wixi cục xịt là cục xịt Galaxy 101 nè, Wixi em bé mùa đông 101, trái chanh là 90, bánh mì này là 45. Rồi Wixi mini này là 12.000. Rồi cái đồ bấm tù xì 15.000. Cái nón này là ở trong game gì đó mấy em, 15.000 ha. Còn ly chai và các cái hình này luôn thì là 5.000 một cái. Wixi trái đào 18.000. Wow, có cái trứng panda cực to luôn, 150 nha. Bình sữa là 80. Ê, bình sữa là 70, còn cái này là 45. Hamburger mới là 80 nè. Còn nguyên liệu slam thì chắc các em biết rồi phải không? Bên shop chị là có đầy đủ hết các nguyên liệu slam nha. Có slam may 30.000, đó là slam may pony rồi nè, đó. Rồi, nguyên liệu thì là đầy đủ hết ha. Ôi, bây giờ chị chỉ nói sơ thôi nha. Nhiều quá, khan tiếng luôn á. Mà một mà quay như vậy thì các em dòm cũng không có rõ hết được nữa, nó ở trong bọc á nó hơi bị mờ ha. Thì mấy cái vòng tay này nè là 15.000 nha. Tất cả đều 15.000. Đây các em nhìn cho rõ. Chị sẽ quay nhanh qua ha. 15.000. Đây. Là cái bạn 12 con giáp và cung hoàng đạo nè. Chuông 15.000 hết nha. 35.000 cái vali cột tóc, rồi những cái cài tóc là 20.000. À, phòng cổ cá tính nè, đó đeo vô giống như mấy cô nàng này nè, là 20.000. Bông tai các kiểu luôn nè, 23.000 đồng một hộp. Có hộp là 5.000 đôi ha. Có cái này nè, đó bông tai nước uống rất là dễ thương luôn. Dán trang trí móng tay là 5.000. Những cái hộp thun này là hộp thun bình sữa là 55, hộp thun Coca là 60-65. Cái này thì là 40. Hộp thun vali á, đều ướt. Mấy cái này hôm qua chị mới quay rồi. Nhẫn gai là 10.000 một chiếc ha. Rồi có cả lắc chân nè, lắc chân các kiểu luôn ha, là 10.000 đồng chiếc. Nhẫn chữ là 3.000 chiếc. Ê lộn, lắc chân là 15.000 luôn. Cái này 3.000, chị nói hồi chắc chị nói túa xua luôn quá. Các em thông cảm nha. Rồi, cực lắm, bây giờ phải làm lại từ đầu. Rất là cực, mong mấy em thông cảm. Rồi bên đây nữa ha. Vòng ren 15. Cài này hôm bữa là chị có nói rồi đúng không? Các em lên Facebook cũng có thấy á. Cài mèo, cài thỏ nè 20.000, bông tai là 10.000 đồng một đôi các kiểu luôn. Tim rồi chữ lớp, dao lam đồ nè ha. Hoa cúc đồ nè, 10.000 đồng một dây. Cây đàn này là 130.000 đồng. Bên đây là dép ha, dép là 101. Ba lô là 55. Ba lô túi xách Blackpink. Đây, túi xách Blackpink là 90.
Rồi, 10.000 đồng ha. Mấy cái này là 10.000, 15.000 đồng giấy bao tập nè. BTS thì chắc các em nhớ đúng không? Túi hologram là 70. Rồi, mấy cái này thì bữa chị mới quay rồi. Ôi nhiều quá. Chắc là để mai chị quay tiếp nha. Bây giờ chị quay sơ để cho các em nhớ mặt hàng của shop thôi ha. Trời ơi, quá trời luôn á. Quần áo nữa nè. Đó, tới tiết mục quần áo nữa nè. Áo BTS đồ ha, chủ yếu là 50-60 ngàn cái nha, rất là rẻ luôn. Đó, chị có cái áo mà áo hoodie mà loại mà có cái tay sọc trắng này á, cổ đỏ đó là 80 thôi. Còn áo hoodie bình thường thì cũng chỉ có 60 thôi. Rất là rẻ luôn. Váy rồi nữa nè. Ha, quần jean bên trong là 50.000 đồng một cái. Thú nhồi bông. Đây là thú nhồi bông nè. Bên đây là túi sách. Túi sách. Đó. Túi sách là 145.000. Túi sách Hàn Quốc á. Chị quay sơ vậy ha. Nhiều lắm luôn á. Đó. Túi trái tim đôi rồi nữa nè. Vali rồi. Túi này nữa nè. Đó, nhiều ơi nhiều luôn. Ba lô nữa nè nha. Ba lô là 160.000 nữa nè ha. Rồi có túi đeo chéo nữa nè. Đó, nón phù thủy rồi. Ui giời ơi. Rồi. Xe rồi nữa nè. Rồi, bạn nào thích món nào thì có thể comment ha. Hoặc là gọi. Và nhớ là phải xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Charm thì rất là nhiều luôn kìa đó. Thấy không? Quá trời charm luôn. Rồi. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau nha.